Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bệnh viện bệnh nhân khám tầm soát 5 loại bệnh hoàn toàn miễn phí. Đối tượng dùng súng cướp ngân hàng bất thành tại Hải Phòng bị bắt ngay sau khi gây án. Chàng thanh niên Jordani duy trì nghề trang kiếm 200 năm của gia đình tuyển bóng đá nữ Việt Nam lội ngược dòng thắng Philippines tại SEA Games 31. Thưa quý vị hiện nay với cuồng quay công việc và cuộc sống thì nhiều người ít quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Khi phát hiện ra bệnh thì cũng đã muộn. Nhằm tạo điều kiện để cộng đồng phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, từ chiều qua Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu triển khai chương trình khám tầm soát 5 bệnh thường gặp miễn phí. Theo đó, bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán các loại bệnh thường gặp như bướu cổ, ung um thư gan, giãn tĩnh mạch chân, ung um thư tiêu hóa và đổ mồ hôi tay chân. Khi có dấu hiệu bất thường, sẽ tiến hành siêu âm. Dựa vào kết quả đó, bác sĩ sẽ tư vấn các bước điều trị và liệu trình để giúp bệnh nhân mau chóng phục hồi sức khỏe, trở lại cuộc sống bình thường. Thì mục đích cuối cùng là làm sao phát hiện sớm, chẩn đoán sớm để mà có cái điều trị sớm và tốt nhất cho bệnh nhân. Tất cả mọi người ở mọi địa phương trên cả nước đều có thể đăng ký khám. Chương trình diễn ra tại khoa khám bệnh, khu kỹ thuật cao, thời gian bắt đầu từ 13 giờ đến 16 giờ. Tôi mong rằng là cái bệnh của tôi sẽ được điều trị cho dứt điểm cho hết bệnh và sau đó coi như lan tỏa cho nhiều người đến đây. Chương trình dự kiến sẽ kéo dài trong 6 tháng và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2022. Mọi người dân có nhu cầu khám tầm soát có thể đăng ký qua tổng đài chăm sóc khách hàng của bệnh viện Bình dân số 19007123. Hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh chương trình mổ tim miễn phí do Quỹ Nhịp tim Việt Nam và tổ chức Vina Capital Foundation thực hiện đã công bố chạm mốc tròn 9.000 trẻ em đã được chữa lành bệnh tim nhờ vào chương trình này. Trải qua hành trình hơn 16 năm, đến tháng 5 năm 2022, 9.000 trẻ đã được cứu sống nhờ những tấm lòng yêu thương sẻ chia của các nhà hảo tâm, các bác sĩ và nhân viên y tế cùng lực lượng tình nguyện viên. Không chỉ chữa lành bệnh tim, mà chương trình tình nguyện này còn chữa lành tinh thần cho các bệnh nhi cũng như gia đình các em. Theo các bác sĩ, bệnh tim bẩm sinh nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, thì khả năng khỏi bệnh sẽ rất lớn và tỷ lệ này là khá cao ở nước ta. Tuy nhiên, thực tế cho thấy với chi phí mổ tim hiện nay từ 40 đến 100 triệu đồng một ca, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất là ở các vùng sâu, vùng xa sẽ không có khả năng chi trả. Do đó, không dừng lại ở cột mốc này, chương trình mổ tim miễn phí sẽ tiếp tục tài trợ chi phí mổ tim trong thời gian tới cho trẻ mắc bệnh tim ở Việt Nam. Tại huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Độc Tháp, để phòng chống đuối nước ở trẻ em, nhất là khi thời điểm nghỉ hè đang đến gần, huyện đã khởi động chương trình dạy bơi miễn phí cho trẻ em năm 2022. Có 70 lớp học đã được khởi động giảng dạy trong những ngày qua, với gần 2.000 em trong độ tuổi từ 7 đến 15 theo học tại các điểm trường và bể bơi công cộng. Các lớp học này hoàn toàn miễn phí, mỗi lớp khoảng 25 em với 4 giáo viên quản lý. Ngoài các lớp học bơi này, ngành giáo dục huyện Hồng Ngự cũng có những lớp dạy bơi miễn phí, được mở trái buổi học để các em học sinh đăng ký tham gia hoạt động là nhằm bảo vệ trẻ khỏi đuối nước, để tai nạn này không còn là nỗi ám ảnh mỗi khi hè về. Đà Lạt là thủ phủ trồng hoa hồ điệp của cả nước, với 60% lượng lan hồ điệp sản xuất được xuất khẩu ra các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, còn lại 40% là tiêu thụ trong nước. Cây trồng này đang được mở rộng trong các hộ dân, đặc biệt mô hình liên kết trồng lan hồ điệp do Hiệp hội Hoa Đà Lạt thành lập đã tạo nên sức mạnh chung để phát triển thị trường hoa cao cấp này. Trên 3 000 m vuông đất trúng trồng cà phê, gia đình chị Trần Thị Kim Hà, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương đã chuyển sang trồng lan hồ điệp được gần 3 năm nay với số vốn đầu tư lên đến hơn 10 tỷ đồng. Nhưng với sự liên kết hỗ trợ từ Hiệp hội Hoa Đà Lạt, trang trại ISA Orchid và các hộ trong tổ liên kết, đến nay sản phẩm lan hồ điệp của gia đình chị Hà bắt đầu có lượng khách hàng ổn định, nhất là đã trúng động vụ hoa Tết vừa qua. Mình cũng muốn phát triển kinh tế gia đình để cho các con làm theo thì để đảm bảo được cái hoa có chất lượng tốt thì điều đầu, đầu tiên là phải có được cái chất lượng của nguồn giống tốt tôi cũng rất quan tâm cái vấn đề này thì đã liên kết với hiệp hội hoa hiện các công ty trang trại lớn tại Lâm Đồng chỉ có quy mô sản xuất đáp ứng 70% nhu cầu vì vậy việc liên kết mở rộng sản xuất lan hồ điệp cho các nông hộ là rất cần thiết mục tiêu lâu dài là tạo ra sản phẩm hoa lan hồ điệp chất lượng cao xây dựng thương hiệu riêng và phát triển ngành công nghiệp lan hồ điệp tại địa phương Tiếp theo trong phần sau của chương trình Đường dây điện sát trường học bị đứt rơi xuống đường bốc cháy Tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy khiến hai người tử vong tại Quảng Bình Thưa quý vị, hôm qua một đối tượng đã táo tận sử dụng súng xông vào cướp một ngân hàng ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, nhưng bất thành. Chỉ 4 giờ sau khi gây án nghi phạm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ hôm qua, một đối tượng nam cao khoảng 1m7 bịt mặt đeo theo túi chéo ngang người, cầm theo vật dài khoảng 60cm, bất ngờ lao vào phòng giao dịch của ngân hàng tại số 72 Lạch Chay, phường Lạch Chay. Đối tượng đã không chế bảo vệ, vung vật giống súng lên đe dọa nhân viên giao dịch, yêu cầu đưa tiền. Các nhân viên trong lúc ngồi dạp xuống theo yêu cầu của đối tượng đã ấn được chuông báo động. Nghe tiếng chuông, đối tượng sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Đối tượng đi vào ngõ liền kề với văn phòng giao dịch ngân hàng, sau đó được một đối tượng khác đón bằng xe máy tẩu thoát. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, các trinh sát đã khống chế, bắt gọn đối tượng tại nhà riêng trên đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Nghi phạm bị bắt giữ là Đào Anh Tuấn, sinh năm 1973. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Một đường dây điện 22 kV trên cao sát trường tiểu học đã bị đứt, rồi rớt xuống đường bốc cháy. Vụ việc xảy ra vào chiều qua tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ trên đường 22 tháng 12, đoạn sát cổng trường tiểu học An Phú 2, phường An Phú. Thời điểm trên, trên địa bàn có mưa lớn, đường dây điện 22 kV ở trên cao bất ngờ bị đứt sau tiếng nổ lớn, rồi rơi xuống đường bốc cháy nguồn ngục. Sự việc khiến hàng trăm hộ dân tại hai bên đường cúp điện. Rất may, thời điểm xảy ra sự cố, học sinh trường tiểu học cạnh đó chưa đến giờ ra về. Nhận tin báo, nhân viên điện lực đã nhanh chóng có mặt kéo dây điện lên vỉa hè để khắc phục sự cố. Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô vừa xảy ra vào chiều qua tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, khiến hai người tử vong tại chỗ. Theo người dân chứng kiến, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ tại đoạn ngã tư đường tránh hướng lên nông trường Việt Trung, thành phố Đồng Hới. Thời điểm trên, người đi đường nghe tiếng va chạm lớn và phát hiện hai người đàn ông văng xa hàng chục mét đã tử vong. Ghi nhận tại hiện trường ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, xe máy nằm cách đó khoảng 30 mét. Cả hai nạn nhân tử vong trong tình trạng biến dạng và nằm cách xa nhau. Một nạn nhân được xác định là Lê Anh Văn, 33 tuổi, ngụ huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Nạn nhân còn lại không mang giấy tờ tùy thân. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng, 24 tuổi, tù chung thân về tội giết người. Đáng nói nạn nhân trong vụ án là bé gái chỉ mới hơn 6 tháng tuổi. Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 10 năm 2021, Hồng chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Mỹ cùng hai con riêng của Mỹ là bé Ca 6 tháng tuổi và bé D 5 tuổi. Trong thời gian chung sống, Hồng thường xuyên hành hạ bé Ca. Đến tối ngày 2 tháng 11, Hồng, Mỹ và bạn của Hồng là Điền cùng sử dụng ma túy tại nhà của Mỹ. Sau đó Hồng kêu Mỹ đi tìm nơi sạc điện thoại. Sau khi mẹ đi thì bé Ca khóc khiến Hồng bực tức, cầm bình nước đổ vào miệng bé làm bé bị ngạt nhưng được Điền can ngăn. Điền sau đó chạy đi kêu Mỹ nhưng khi Mỹ trở lại thì con không còn thở. Khoảng 2 giờ sáng 3 tháng 11, Hồng kêu Mỹ bỏ xác bé ca vào ba lô mang đi trôn. Sau đó khi về nhà, Hồng thường xuyên đe dọa giết Mỹ và đứa con còn lại, đồng thời dùng búa và cây đánh Mỹ gây thương tích. Đến ngày 8 tháng 11 năm 2021, Mỹ đã đến cơ quan công an tố cáo Hồng. Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa phát hiện 4 tàu hút trộm cát trên sông Củ Chiên và đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện cùng toàn bộ số cát trên để xử lý. Vụ việc được lực lượng của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bến Tre phát hiện vào rạng sáng qua khi đang tuần tra trên tuyến sông Cổ Chiên thuộc thủy phận xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cầy Nam, tỉnh Bến Tre. Thời điểm phát hiện trên sông có hai cây gỗ không có biển kiểm soát đang hút cát dưới lòng sông lên hai tàu sắt đậu gần đó, có tải trọng khoảng 250 tấn và cũng không có biển kiểm soát. Các đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ có liên quan. Tiến hành đo đạt, công an xác định trên hai tàu sắt đang chứa trên 135 mét khối cát. Những người này thừa nhận toàn bộ số cát trên vừa được hút trộn từ lòng sông. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, tái hiện con thuyền bà gỗ dài 14 mét giúp hiểu thêm về người Viking. Đấu giá gần 2.000 kỹ vật điện ảnh ở Los Angeles, Mỹ tại Ả Rập Xê Út, một ứng dụng trên thiết bị thông minh đang khiến cuộc sống của những người mù trở nên dễ dàng hơn. Mohammed bin Saad mất thị lực khi còn nhỏ, sử dụng ứng dụng mang tên Be My Eyes. Người đàn ông 35 tuổi này có thể di chuyển một cách dễ dàng tại một bệnh viện chuyên khoa mắt ở Riyadh. Tại đây, bin Saad là một kỹ sư âm thanh. Khi ứng dụng được kích hoạt, điện thoại của Bin Saad sẽ được kết nối với một nhân viên trực tổng đài của bệnh viện. Người này sẽ đóng vai trò là con mắt của Bin Saad, giúp anh di chuyển giữa các hành lang và thang máy. Tôi muốn gửi một thông điệp rằng việc đánh mất thị lực không phải là dấu chấm hết, đặc biệt với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại này. Sự nỗ lực phấn đấu của Bin Saad còn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài việc là một nhà hoạt động hỗ trợ cho những người cùng cảnh ngộ, người đàn ông này còn sắp tốt nghiệp thêm chuyên ngành ngôn ngữ ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình với nghề truyền thống rèn kiếm tồn tại đã 200 năm. Một chàng sinh viên ở Jordani đang nỗ lực gìn giữ di sản của cả gia đình. Đây là nhíp xe, một nguyên liệu quan trọng để Motas al Mazari rèn kiếm. Ý tưởng này vừa giúp gìn giữ truyền thống gia đình, vừa tái sử dụng các phụ tùng cũ. Mazari học rèn kiếm từ những thế hệ trước khi anh còn nhỏ. Tôi lấy nguyên liệu từ nhíp xe chẳng hạn, vốn được sử dụng phổ biến trong nhiều phương tiện. Một số nguyên liệu thì phải mua từ nước ngoài. Dù những thanh kiếm hay con dao mang giá trị lịch sử và truyền thống, nhưng Mazari cho biết nhu cầu với các mặt hàng này rất khiêm tốn, vì thế rất khó để các thế hệ trẻ duy trì nghề này như một công việc chính. Mỗi thanh kiếm mất khoảng 1 2 tuần để hoàn thành và tốn nhiều chi phí, lợi nhuận thu về thì lại không phù hợp với thời gian và nỗ lực bỏ ra. Vì thế việc rèn kiếm đối với tôi đã trở thành một sở thích chứ không phải là nghề nghiệp. Chính vì thế, những thanh kiếm được anh làm ra đều được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. một bảo tàng ở Đan Mạch mới đây đã tái hiện một chiếc thuyền cổ có từ thế kỷ 11 nhằm giúp mọi người tìm hiểu về cuộc sống của người Viking. Con thuyền bằng gỗ dài 14 mét này được đóng dựa trên thuyền chở hàng của người Viking mang tên Skudelepa, từng xuất hiện ở cảng Roskilde của Đan Mạch cách đây hơn 1.000 năm. Trông khá đơn giản nhưng con thuyền mất đến 5 năm mới hoàn thành. Các chuyên gia thủy thủ thợ đóng thuyền và cả các nhà khảo cổ học đã đóng góp vào quá trình nhằm tạo ra chiếc thuyền với những chi tiết đúng với lịch sử nhất. Chúng tôi muốn tìm hiểu về cuộc sống của người Viking, từ kỹ thuật đóng thuyền cho đến khả năng điều hướng trên biển, nhằm có được cái nhìn tổng quát về văn hóa và lịch sử của người Viking. Bảo tàng này đã bắt tay vào tái hiện các loại thuyền Viking kể từ những năm 1980. Từ năm 793 đến năm 1066, các chiến binh Viking đã tiến hành các cuộc viễn chinh quy mô lớn trên khắp châu Âu. Họ thậm chí còn vươn tới cả Bắc Mỹ. Gần 2.000 hiện vật liên quan đến các siêu phẩm điện ảnh Hollywood chuẩn bị được Prop Store mang ra đấu giá vào tháng 6 này. Đây là dịp để các fan cine có điều kiện sưu tầm hiện vật từ những bộ phim mình yêu thích. Từ chiến tranh các vì sao đến trở lại tương lai, hay cuốn sổ tay của nhân vật chính trong phim phiêu Indiana Jones. Hơn 1.800 hiện vật biểu tượng, trong đó có nhiều đạo cụ, được Prop Store mang ra đấu giá vào tháng sau tại Los Angeles. Nhưng tâm điểm của cuộc đấu giá sẽ là mô hình thu nhỏ của tàu X-Wing trong Star Wars, loạt phim năm 1977. Nó được dùng cho kỹ xảo điện ảnh trong phim và ước tính sẽ có giá từ nửa triệu đến một triệu đô la. Trong số các hiện vật có cái chỉ vài trăm, nhưng cũng có cái ước tính hàng trăm ngàn đô la, sẽ luôn có món đồ kỷ niệm vừa với tầm tay của các fan cine. Nếu thích sử dụng được, người ta có thể xem chiếc DeLorean trong phim Trở về tương lai. Nó là bản sao của chiếc xe trong phim được làm để sử dụng trong các sự kiện quảng bá phim. Một công ty có trụ sở tại Florida của Mỹ đang sản xuất những đoạn video đầy màu sắc với nhân vật chính là những trạng san hô mục đích là để giúp nâng cao nhận thức về mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với loài sinh vật này. Những hình ảnh đẹp mắt này được ghi lại từ các bể nước của Coral Morphologic. Công ty này kết hợp khoa học và nghệ thuật để làm ra những đoạn video đầy màu sắc. Tại đây, những dạng san hô là những ngôi sao và được chăm sóc kỹ lưỡng. Thế nhưng những người bạn của chúng ở ngoài đại dương thì đang bị đe dọa mỗi ngày. Chúng tôi đang ở tiền tuyến của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, nước biển ấm lên và dịch bệnh. Từ năm 2014 đến nay, một dịch bệnh đã lan truyền giữa các dạng san hô ở Nam Florida và biển Caribe, gây chết một lượng lớn san hô chưa từng có. Những cơn bão mạnh xuất hiện ngày càng nhiều, sự thay đổi thành phần hóa học của đại dương và dòng hải lưu cũng gây hại cho môi trường sống của san hô. Thông tin cập nhật, Thưa quý vị, rạng sáng nay trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm hai người thương vong. Khoảng 3 giờ sáng nay, hai thanh niên chở nhau bằng xe máy trên đường Linh Trung thuộc phường Linh Trung hướng từ đường Lê Văn Trí ra đường Song Hành xa lộ Hà Nội. Khi tới đoạn đường cong gần ra tới đường Song Hành thì xe máy bất ngờ lao lên lề đường bên trái tông vào cột điện. Hậu quả anh Thạch Minh Tâm 20 tuổi quê Sóc Trăng ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Năm thanh niên đi cùng bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Công an thành phố Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu, cả hai nạn nhân đều làm công nhân cho một công ty gần hiện trường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18 giờ 30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Chương trình sẽ tiếp tục mang lại cho quý vị những thông tin cập nhật mới nhất. Kính chúc quý vị một ngày làm việc mới tràn đầy năng lượng và xin kính chào tạm biệt.